mừng quý vị khán giả. Hoàng Oanh rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Điều Con Muốn Nói. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, có đôi khi những sở thích có vẻ bình thường của các bậc phụ huynh lại trở thành những nỗi lo sợ của con trẻ. Và đồng hành với Hoàng Oanh trong chương trình Điều Con Muốn Nói tuần này sẽ là một gương mặt rất là quen thuộc với tất cả quý vị khán giả. Hãy cùng chào đón chuyên gia tâm lý Tô Nhi A. Xin chào chị Nhi A. Hôm nay chị rực rỡ và lộng lẫy quá. Và kính chào quý vị khán giả của Điều Con Muốn Nói. Chị Nhi A ơi, hôm nay là chị rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà có vẻ chị đang chào đón một cái gì đó rối ren hay sao mà chị? Kinh nghiệm cho thấy là khi mà ngồi ở đây cùng với các con đó thì bao giờ cũng khá rối ren. Nên chị quyết định rồi, tạo hình nó nên rối đi. Dạ. Cho giống với nội dung. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bật mí bí mật trong chiếc hộp ngày hôm nay nha. Đúng rồi, đây luôn luôn là điểm khởi đầu của mọi câu chuyện ở Điều Con Muốn Nói. Wow, có một lá thư nhỏ nhỏ xanh trong luôn. Bé viết gì hả chị nha? Ba ơi, con muốn bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình, ba bớt chơi game lại. Ủa, sức khỏe có liên quan tới chơi game không? Đâu khác, chị đọc đủ không vậy? Chị đọc đủ mà em ơi. Ủa, em nghĩ là chơi game không thì cũng không tới nổi đâu ha. Chắc phải còn cái những cái gì khác nữa, đúng không? Là sao ta? Ba chơi đó. Game mà ảnh hưởng sức khỏe cả gia đình. Vậy thì bây giờ muốn hiểu thì thực ra mình phải làm thêm một bước nữa. Dạ. Đối thoại thôi. Đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng gặp gỡ với em bé của ngày hôm nay, bé Minh Giang. Xin mời con. Chào chàng trai. Con chào cô An, con chào cô Nhi A, con chào quý vị khán giả. Chào con, trời đẹp trai quá hả chị ha. Quá trời ngầu rồi. Con, cô hỏi nè, cái thư này có phải là do con viết không? Dạ phải ạ. Rồi bây giờ nè, có cái gì liên quan giữa cái việc chơi game và bảo vệ sức khỏe không? Kể do ba hay hút thuốc lá và khói bay ra chỗ con hoặc là chỗ của mẹ con á. Đó, đến cái đoạn hút thuốc lá là thấy rõ ràng rồi đó. Vậy thì lúc ba chơi game ba có hút thuốc lá không? Dạ không. Giờ con muốn ba không chơi game hay là con muốn ba không hút thuốc lá? Tại vì cái lúc mà ba chơi game là ba không có hút thuốc đó con. Dạ con muốn cả hai cái. Muốn cả hai bớt luôn. Giang, cô hỏi nè, cái việc mà không có thích ba hút thuốc đó là con không thích hay cả nhà đều không thích? Cả nhà đều không thích. Cả nhà đều không thích nha. Rồi giờ con tới đây với ai? Dạ con tới đây với mẹ con. Chắc mẹ con cũng rối y như cô Anh vậy đó. Thôi cô đi gặp mẹ ở đây. Xin mời cô. Con sẽ ở đây để chia sẻ về cái bức thư này với cô Anh nha. Dạ. Rồi chào con. Xin chào chị. Hồi nãy con có nói là cả nhà luôn cũng đồng tình với con. Vậy cả nhà con là bao gồm những ai? Nhà con gồm có 5 người. Con, chị con, ba con, mẹ con và ngoại con. Bà ngoại của con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì có ai đã từng lên tiếng về cái việc mà con ghi trong lá thư này chưa? Hay là mọi người đều có cái đồng tình như vậy nhưng mà chưa có ai nói cho ba biết hết? Có lần là chị con đã nói rồi. Chị con bao nhiêu tuổi nè? Chị con 15 tuổi. Còn con thì bao nhiêu tuổi? Dạ con 11 tuổi. Khi mà chị con nói với ba thì ba đã trả lời như thế nào? Dạ ba con vẫn nghe nhưng mà không có quan tâm cho lắm. Vẫn hút thuốc lá. Nhưng mà lúc đó ba có nói gì không hay là ba im lặng? Ba im lặng ạ. Ngoài chị ra thì mẹ có nói với ba không? Dạ không, mẹ im. Thế thì cái tâm tư về cái việc hút thuốc của ba đó là có bao giờ Minh Giang chia sẻ ở nhà chưa mẹ? Dạ, cũng có một vài lần thì Minh Giang cũng có nói, hoặc là chị gái cũng có nói luôn là mong muốn là cho ba không hút thuốc lá để không ảnh hưởng tới sức khỏe của ba và cả gia đình nữa. Giờ hỏi thiệt nè, những cái lần mà con tới con chia sẻ với ba là do mẹ thúc đẩy hay là bản thân hai con là mình thấy là trời, tụi nó không có chịu được nên bản thân nói. Con tự nhìn nhận tại vì có học ở trong trường cho nên là cảm nhận là khói thuốc nó sẽ nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tại vì thực ra là bé gái có thi học sinh giỏi môn sinh. Thì ba có hứa với bé nếu mà bé mà thi đậu cấp quận á thì ba sẽ bỏ thuốc lá, nhưng mà cái lời hứa đó chưa có thực hiện được. Rồi con có đậu không? Dạ đậu xong rồi mà ba chưa có thực hiện được. Sao ba lật kèo ba kỳ vậy? Nghĩa là con cảm thấy là điều đó là không những là ảnh hưởng sức khỏe của cả gia đình mà cô nghĩ là trước tiên là ảnh hưởng sức khỏe của ba nữa. Dạ. Nên mình có bao giờ mình lựa lời mình nói là ba ơi hút thuốc lá nhiều như vậy là không có tốt cho ba không? Dạ có. Con có nói rồi thì ba nói sao?
Dạ ba vẫn im lặng và ba vẫn nghe. Như vậy là trong nhà là đã có bé Minh Giang nói rồi nè, có chị của con nói rồi nè. Rồi mẹ và bà thì sao? Mẹ và bà á, bà thì không có lân lầu ba một lần nào cả, với vậy bà không có biết là ba hút thuốc lá. Mẹ thì lúc thì có thấy nhưng mà không có nói. Dạ em cũng có khuyên rất là nhiều lần nhưng mà cũng chưa, ba chưa có thực hiện được. Ba không phải là nói là sẽ hứa là sẽ thực hiện được, nhưng mà trong cái suy nghĩ mình nghĩ á, là người đàn ông ấy có thể thực hiện được chứ không phải là không thực hiện được, nhưng mà có thể là không phải trong giai đoạn này, cho cơ hội từ từ. Nhưng mà ba có chia sẻ về cái khó khăn của ba không? Thì có lần ba nói với con gái em nghe là ba bỏ thì cũng phải từ từ. Ngoài cái chuyện hút thuốc lá thì chuyện chơi game cô thấy cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe theo như con ghi trong tờ giấy này, thì tại sao, con giải thích cho cô hiểu được không? Cái do chơi game á, là một cái theo con nghĩ là ba chơi game thì ba chỉ xả stress thôi. Cái do mỗi khi mà ba đi làm về á thì ba rất mệt nên ba chỉ xả stress bằng cách đó thôi. Nhưng mà con nghĩ á, là nó sẽ có một cái cách khác để xả stress có lợi hơn cho sức khỏe mình. Nhưng không phải là mình chơi game nữa, mình có thể là tập thể dục thể thao nè. Hay. Vậy theo con thấy là cái vấn đề nào là con mong muốn ba thay đổi trước tiên giữa hai chuyện là hút thuốc lá và chơi game? Dạ cái trước tiên là con muốn cho ba là giảm hút thuốc lá lại trước ạ. Thì mẹ nghĩ rằng là cái tâm tư này của con nó có phải là một tâm tư rất là trẻ nít không? Một cái tâm tư nó rất là, ôi cái chuyện trẻ con mà, và nó cũng đơn giản thôi. Dạ không, em nghĩ cái này là bé nó, tại vì nó có học cho nên nó sẽ nghĩ được cái tầm nhìn xa của nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tại vì có lần bé nói hút thuốc như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới ung thư phổi, ảnh hưởng tới phổi và liên quan tới các nhiều bệnh khác. Cho nên là có thể bé lo cho sức khỏe của ba riêng và lo cho sức khỏe của gia đình, khói thuốc nó bay ra sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe cho cả gia đình. Cái đó là một, không phải là một cái chuyện bình thường trong nhà, nhưng mà cái đó là cái quan tâm của bé sau này. Thực ra mẹ biết không, cô Nhi A lại nhìn ra một cái điều khác nữa mà mình rất là muốn phụ huynh sẽ có cái góc nhìn này. Đó là nó không đơn thuần là việc khỏe hay không khỏe nữa. Dạ. Mà nó là cái câu chuyện mà khi con nhìn thấy một hành vi mà con biết nó không tốt, người lớn cũng biết nó không tốt. Dạ. Nhưng người lớn vẫn làm. Thì cái vấn đề đầu tiên đó là nếu sau này các con làm một điều không tốt và chúng ta đề nghị con là con đừng làm điều đó, chúng ta không có vị thế để nói cái chuyện đó. Còn chơi game thì sao? Con có cảm thấy là khi mà ba chơi game nhiều thì giống như mình bị mất cái thời gian để mình có thể chơi với ba không? Dạ. Con có bao giờ con nói là ba ơi con muốn ba chơi với con chứ đừng có chơi với game? Dạ. Cả gì thỉnh thoảng con cũng lên phòng ba nhưng mà con cũng có nói rồi nhưng mà ba vẫn chơi game. Và ba nói là thôi lát ba sẽ chơi với con mà. Nhưng mà lát sau thì con xuống phòng rồi, thế là ba không chơi với con luôn. Thí dụ như nếu mà ba có xem chương trình này thì con sẽ nói với ba là con muốn chơi những trò chơi nào với ba, con muốn chơi những môn thể thao nào với ba, con có thể thí dụ không? Dạ tập thể dục thể thao. Tập thể dục rồi chạy bộ rồi có gì khác không? Dạ đi bộ. Thật ra là mình cũng có khá là nhiều cách, nhưng mà nếu mà chỉ một mình con, cái tâm tư của con thôi mà cả nhà không cùng nhau giúp sức, không cùng nhau chia sẻ với ba thì nhiều khi rất là khó để ba thay đổi, đúng không? Dạ. Hút thuốc lá nó chỉ là một cái câu chuyện nó mang tính ví dụ thôi. Dạ. Nó chỉ là cái câu chuyện để nó lấy làm cái cớ cho hàng loạt những cái vấn đề khác sau này, khi mà các con có những quyết định chưa phù hợp và chúng ta rất là muốn điều chỉnh hành vi nhưng mà chúng ta không nói được cái điều đó với các con. Dạ. Cái đó mới đáng sợ. Bởi vì bé nó thường, Minh Giang á, nó thường hay nói là con rất là thần tượng ba. Con thần tượng ba lắm. Nhưng mà nếu mà ba bỏ thuốc lá, giảm chơi game đi thì con nghĩ ba sẽ hoàn hảo. Hoàn hảo á, trên cả tuyệt vời á, kiểu như vậy á. Trong một tuần như thế nè, ba đi làm rồi con đi học rồi lại đi học thêm nữa, thì thời gian nào mà ba chơi với con? Dạ thời gian mà con rảnh nhất đó chính là thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà lúc nào ba chơi với con được? Dạ buổi trưa. Buổi trưa hả? Chơi được lâu không con? Cũng được ạ. Và khoảng từ 10 giờ cho đến 12 giờ. Hoặc là một tiếng rưỡi ạ.
Xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là mẹ Duyên, mẹ của bé Minh Giang ạ. Và không biết là nãy giờ thì hai chị em ở trong trỏng đã tâm sự to nhỏ như thế nào rồi chị? Nó cũng khá nhiều chuyện, từ một câu chuyện đơn giản. Tuy nhiên Giang nè, cô cũng có nghe rất là nhiều điều mà con đã chia sẻ với cô Hoàng Anh vừa rồi. Bây giờ cô cũng hỏi con nha, là mẹ con có biết cái tâm tư của con không? Mẹ con có biết cái băn khoăn của con là ba hút thuốc nhiều quá, mẹ có biết không? Dạ có biết ạ, tại vì mẹ là cái người mà thấy con bị khó nhăn vô mặt. Bởi vậy mẹ nghĩ là mẹ cũng sẽ biết được cái suy nghĩ của con. Vậy thì đố con thêm câu nữa nha. Theo con là mẹ đã từng nói với ba về cái việc là ba ơi ba bớt hút thuốc lại, hoặc bỏ thuốc luôn đi, hoặc là đừng chơi game nữa. Theo con là mẹ đã từng nói với ba chưa, mẹ đã từng đề nghị ba chưa? Dạ chưa. Chắc không? Dạ không chắc. Đó thấy chưa? Đó, chúng ta làm mà chúng ta không cho con biết. Rồi, đây là thời khắc dành cho hai mẹ con giải bài với nhau là mình đã nỗ lực như thế nào với người đàn ông đó. Thấy chưa? Mình đã từng nói với chồng chưa, bây giờ thông báo cho con biết nè. Cũng có nhiều lần mẹ khuyên ba, nhưng mà sẽ cho ba từ từ chứ không thể nào mà bỏ ngang liền được. Ba cũng được hiểu được suy nghĩ của hai chị em con. Và mẹ thấy mỗi ngày ba cũng đang cố gắng để giảm cái lượng thuốc lại từ từ. Mặc dù khi mà con nói là kêu ba bỏ thuốc lá, ba không nói gì, nhưng mà mẹ hiểu là trong đầu ba vẫn suy nghĩ lời nói của con, nhưng mà ba không thể hiện ra. À, nên hôm nay con mới biết đúng không? Con mới biết là ba mẹ là có nói chuyện với nhau về việc bỏ thuốc lá, nhưng mà có lẽ là cái tiến trình thì nó hơi chậm chậm nên con vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi rõ rệt. Giang, ví dụ bữa nay mình lên chương trình nè, mình nói ba ơi ba bỏ thuốc lá đi, mà trời ơi lên chương trình là trời nhiều người coi lắm, nói chung là ba cũng bị tác động mạnh đó, nhưng mà không thể nào ngay ngày mai, ngay sáng ngày mai ba con bỏ thuốc lá được. Con biết tại sao không? Con phải hiểu là đầu tiên á, là hút thuốc lá là nó là một dạng chất gây nghiện, thì khi mà mình muốn bỏ nó là mình không thể nào ngay lập tức con đột ngột mà con bỏ liền được, con phải từ từ. Và cái thứ hai á, là cô nha đố con nha, vậy chứ ba con làm cái gì cho gia đình? Dạ ba con kiếm tiền. Ba con kiếm tiền cho gia đình rồi gì nữa? Ba con mua đồ ăn nếu cần. Đó là chăm sóc cho gia đình đó. Vậy cô hỏi con nè, kiếm tiền cho gia đình thì cái việc kiếm tiền theo con nó có dễ dàng không? Dạ không. Theo con ba con đi làm có căng thẳng không? Dạ có. Thì cô vẫn không ủng hộ ba đâu nha. Cô vẫn phải nói ở chỗ này một cái là cô không ủng hộ ba, nhưng ba con vẫn sẽ phải có những lúc quá căng thẳng về công việc, thì ba con sẽ phải hút một điếu thuốc để ba con cảm thấy được giải tỏa. Dĩ nhiên đây là cách không có được lành mạnh về sức khỏe, nhưng mà trong lúc ba con chưa làm cách khác được. Ủa sao ba phải hút thuốc trong khi đó thì ba ăn kẹo đi, đặng ba giải tỏa được không? Con có suggest, đúng. Con có một cái đề nghị con là ăn kẹo. Tại sao ba không ăn kẹo để thay cho thuốc? Thì tại cái lý do vừa mới, hồi nãy cô vừa mới gạch đầu dòng số 1, là bởi vì thuốc lá nó có chất gây nghiện. Mình bị phụ thuộc vô cái chất đó, giống như bạn con sẽ có những bạn bị nghiện trà sữa, sẽ có những bạn thích ăn bánh tráng trộn. Mà bây giờ kêu bạn đó cũng là uống vậy thôi, bây giờ đừng uống trà sữa, uống nước lọc đi. Thì trong cái nước lọc nó không có cái chất, nó không có cái vị giống như trà sữa. Cho nên ví dụ một ngày mà bạn đó đang uống 3 ly trà sữa mà bây giờ kêu bạn nó nghỉ uống thì bạn đó cũng phải từ từ. Mà không từ từ thì bạn đó buồn, bạn đó khổ lắm. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa, nó kết hợp với cái điều thứ nhất là ba đi làm, ba sẽ có rất nhiều việc mà nó căng thẳng. Và điều đó làm cho ba cảm thấy là có những lúc để giải quyết căng thẳng đó thì ba bị phải cầm một cái điếu thuốc lên ba hút. Và như cô nói, cô rất là đồng ý với con là hút thuốc không có tốt. Và có nhiều người bỏ được thuốc nhưng nó không phải là câu chuyện ngay lập tức. Thì ngày hôm nay thì cô rất là thích cái sự có mặt của con. Em nghĩ là cũng có thể hạn chế lại cái không gian. Có nghĩa là đôi khi ba hút thì ba có thể ra ngoài sân, ngoài trời á, để cho cái thuốc lá nó không có bị mịt mù ở trong phòng hay trong nhà. Có lẽ là mẹ có thể giúp con và ba tìm được cái cách là mình hạn chế cái không gian mà ba hút thuốc lại ha? Vì sức khỏe cả gia đình. Dạ con đồng ý với ý kiến của cô nha. Rồi của cô anh con đồng ý không?
Dạ có. Dạ mình nghĩ hút thuốc đó là một thói quen rồi, cho nên bây giờ bỏ thì mình nghĩ là cũng sẽ có thời gian bỏ, và hy vọng là ba của Minh Giang sẽ làm được điều đó. Dạ. Mình hy vọng rằng là các ông bố nếu như vẫn đang bị nghiện thuốc lá thì coi như đây là một cái tâm tư chung, bởi vì có thể con ở nhà nó không nói thôi, nhưng không có nghĩa là con không có tâm tư về cái điều này. Và các anh mạnh mẽ lên đi, mình đã từng gặp những người bỏ thuốc thành công và cả những người bỏ rượu thành công nữa. Có điều là nó khó, mình rất đồng ý là nó khó, nhưng mà làm một cái chuyện khó mà nó xong á, mình mới thấy mình lấp lánh, mình vĩ đại. Dạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Tô Nhi A nè. Cảm ơn bé Minh Giang và mẹ Duyên với câu chuyện thật ra rất là gần gũi ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh của tập tiếp theo chương trình Điều Con Muốn Nói. Điều Con Muốn Nói. Mỗi khi mà con làm sai quá nhiều việc á, là mẹ con sẽ la con, xong cái ba con nghe bực mình quá, cái ba con binh, thành ra ba mẹ con cãi nhau luôn. Theo con biết mẹ bé với bé không có hợp tánh hay sao đó trời. Mở miệng ra là bị mẹ chửi mẹ la. Con thì con binh bé không à. Khi con cảm thấy là nguồn cơn của những cuộc cãi vã trong gia đình, mẹ tức đến nỗi á, mà giống như nước lửa phun trào luôn á. Đón xem chương trình Điều Con Muốn Nói với câu chuyện về mong muốn ba mẹ đừng cãi nhau vì con nữa của bé Hải Vân. Còn bây giờ thì tất cả chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị.